Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, vào năm Tân Sửu 2021. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 là người thông minh, sáng ý, có tâm. Vì thông minh, ngôn ngữ phong phú, tâm hồn khoáng đãng nên họ thích hợp với các nghề văn chương, văn hóa, thoải mái, giờ giấc, không gò bó. Họ là người khá nhanh nhạy trong việc xử lý các vấn đề, là người kiên định, không dao động trước khó khăn. Họ luôn tìm ra cách để hoàn thành một cách nhanh nhất. Về sức khỏe, người này thường có bệnh trong người, trong đời, cần đề phòng tai nạn về sức khỏe dẫn đến tật nguyền. Nếu sinh giờ tốt thì số này có quyền chức bằng không, cũng là người được quý nhân trọng đãi và người đời yêu mến, vị nể. Tuổi này có thể thay đổi nhà cửa nhiều lần và phải sống xa quê mới tốt. Cuộc sống của người tuổi Mậu Thân được no đủ bậc trung. Cuộc sống, gia đình, vợ chồng luôn xung khắc, bất hòa. Có đôi chút vất vả về đường con cái. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, mệnh đại trạch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời, không được phúc anh em gia đình trợ giúp phải tự tay lập nghiệp. Độc lập tự cường thì mới có thể thành công. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Vào tháng 8 âm lịch, tử vi tuổi Mậu Thân sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này sự nghiệp của Mậu Thân sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy tháng này sự nghiệp tăng lên đều đặn. Song, đôi khi thành công đến quá nhanh, có thể bạn mất cảm giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp này, bạn cần phải tự nhắc nhở bản thân để không bị sa lầy. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp. Trong tháng 8 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Mậu Thân cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhầm ngó. Tuổi Mậu Thân sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Mậu Thân sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy tháng này sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của những người tuổi này có bước tiến rõ ràng trong khoảng đầu tháng. Tuy nhiên, bạn cần nên tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Bản mệnh cần thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà mất đi vị trí của mình. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tài lộc của bản mệnh đạt được mức bình ổn trong tháng này, tuy nhiên mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không nên ấn tiền ra, chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, chật vật. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không suy nghĩ, kẻo bạn phải rơi vào cảnh trái túi. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Mậu Thân trong tháng 8 âm lịch này sẽ không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng điều này sẽ chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác là từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong lĩnh vực tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Vào thời điểm cuối tháng,
Những bản mệnh tuổi Mậu Thân nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cho cuộc chạy đua nước rút vào những tháng cuối năm. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2021 của tuổi Mậu Thân cho thấy đây là một năm có phần nhất quán trong các mối quan hệ. Người đã kết hôn có thể hy vọng vào một năm ổn định và yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu và sẽ không thiếu bạn mới. Tử vi tháng này cho rằng đây cũng là cơ hội tốt để người tuổi Mậu Thân độc thân tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong khoảng thời gian này, có thể gặp được người ấy ở trong một cuộc giao lưu họp nhóm. Trong tháng 8 âm lịch năm 2021 sẽ có những ngày may mắn và những ngày không may mắn. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 8 năm 2021, tức là ngày 7 tháng 9 năm 2021 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021 dương lịch. Tháng 8, Đinh Dậu có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 8 âm lịch sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch là ngày 9 tháng 8 năm 2021, tức là ngày 15 tháng 9 năm 2021 dương lịch, có nạp âm giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lưu Trung Hỏa. Ngày âm lịch là ngày 21 tháng 8 năm 2021, tức ngày 27 tháng 9 năm 2021 dương lịch, có nạp âm giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của bản mệnh Mậu Thân. Trong những ngày này, bản mệnh cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những việc quan trọng. Các ngày tốt đối với tuổi Mậu Thân trong tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch là ngày 12 tháng 8 năm 2021, tức ngày 18 tháng 9 năm 2021 dương lịch, có nạp âm giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch là ngày 24 tháng 8 năm 2021, tức là ngày 30 tháng 9 năm 2021 dương lịch, có nạp âm giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để bản mệnh tiến hành các công việc quan trọng liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng có thể dễ đạt kết quả cao. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tháng 8 âm lịch năm 2021 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.